Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, khi tu hành các tịnh lự vô lượng vô sắc, đối với các tịnh lự vô lượng vô sắc và các chi tịnh lự, lấy hành tướng vô thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện, mà như thật quán sát chẳng xả Đại Bi, chẳng đọa vào các bậc thanh văn độc giác, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương tịnh lự Ba La Mật Đa, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, khi nhập định từ, khởi lên ý nghĩ thế này, ta nên cứu vớt tất cả hữu tình khiến được an lạc. Khi nhập định bi, khởi lên ý nghĩ thế này, ta nên cứu vớt tất cả hữu tình khiến được ly khổ. Khi nhập định hỷ, khởi lên ý nghĩ thế này, ta nên khen ngợi khuyên bảo tất cả hữu tình khiến được giải thoát. Khi nhập định xả, khởi lên ý nghĩ thế này, ta nên bình đẳng làm lợi ích tất cả hữu tình khiến đoạn các lậu, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát nương định vô lượng tu hành bố thí ba la mật đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, đối với bốn vô lượng khi nhập trụ xuất hoàn toàn chẳng hướng đến thanh văn độc giác, chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát nương định vô lượng tu tịnh giới ba la mật đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, đối với bốn vô lượng khi nhập trụ xuất chẳng tác ý xen lẫn thanh văn độc giác, chuyên tâm tin tưởng chịu đựng ưa thích quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương định vô lượng tu hành an nhẫn ba la mật đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, đối với bốn vô lượng khi nhập trụ xuất siêng năng tu hành thiện pháp, chuyên nhất hướng Bồ Đề từng không tạm bỏ, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương định vô lượng tu hành tinh tấn ba la mật đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, đối với bốn vô lượng khi nhập trụ xuất dẫn phát các thứ định đẳng trì đẳng trí, thường ở trong đó được đại tự tại, chẳng bị các định ấy lôi cuốn, cũng chẳng theo sức mạnh dẫn dắt của nó mà thọ sanh, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương định vô lượng tu hành tịnh lự ba la mật đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, tu hành bốn vô lượng, ở trong vô lượng dùng hành tướng vô thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện, như thật quán sát, chẳng bỏ Đại Bi, chẳng đọa vào bậc thanh văn độc giác, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát nương định vô lượng mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nương các phương tiện thiện xảo như vậy mà tu tập 6 phép ba la mật đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ tất cả pháp, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ các pháp môn giải thoát, không vô tướng vô nguyện, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ tất cả các pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình, nên phát tâm hướng đến Đại Thừa.
Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ tất cả các pháp, năm loại mắt, sáu phép thần thông, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn loại lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, tu hành đầy đủ tất cả các pháp, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu hô Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, khởi lên trí không nội, trí không ngoại, trí không nội ngoại, trí không không, trí không lớn, trí không thắng nghĩa, trí không hữu vi, trí không vô vi, trí không rốt ráo, trí không không biên giới, trí không tản mạn, trí không không đổi khác, trí không bổn tánh, trí không tự tướng, trí không cộng tướng, trí không tất cả pháp, trí không chẳng thể nắm bắt được, trí không không tánh, trí không tự tánh, trí không không tánh tự tánh, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với tất cả pháp khởi trí chẳng phải loạn, chẳng phải định, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với tất cả pháp khởi lên trí chẳng phải thường, chẳng vô thường, trí chẳng vui chẳng khổ, trí chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã, trí chẳng tịnh chẳng phải chẳng tịnh, trí chẳng phải không chẳng phải chẳng không, trí chẳng phải hữu tướng chẳng phải vô tướng, trí chẳng phải hữu nguyện chẳng phải vô nguyện, trí chẳng phải tịch tịnh chẳng phải chẳng tịch tịnh, trí chẳng phải viễn ly chẳng phải chẳng viễn ly, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp quá khứ, trí chẳng biết pháp vị lai, trí chẳng biết pháp hiện tại, trí chẳng phải chẳng biết pháp ba đời, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp thiện, trí chẳng biết pháp chẳng thiện, trí chẳng biết pháp vô ký, chẳng phải chẳng biết pháp ba tánh, trí chẳng biết pháp dục giới, trí chẳng biết pháp sắc giới, trí chẳng biết pháp vô sắc giới, chẳng phải chẳng biết pháp ba cõi, trí chẳng biết pháp học, trí chẳng biết pháp vô học, trí chẳng biết pháp chẳng phải học, chẳng phải vô học, chẳng phải chẳng biết pháp học, vô học, chẳng phải học, chẳng phải vô học, trí chẳng biết pháp kiến sở đoạn, trí chẳng biết pháp tu sở đoạn, trí chẳng biết pháp phi sở đoạn, chẳng phải chẳng biết kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp thế gian, trí chẳng biết pháp xuất thế gian, chẳng phải chẳng biết pháp thế gian, xuất thế gian, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí, nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, trí chẳng biết pháp sắc, trí chẳng biết pháp vô sắc,
chẳng phải chẳng biết pháp sắc vô sắc, trí chẳng biết pháp hữu kiến, trí chẳng biết pháp vô kiến, chẳng phải chẳng biết pháp hữu kiến vô kiến, trí chẳng biết pháp hữu đối, trí chẳng biết pháp vô đối, chẳng phải chẳng biết pháp hữu đối vô đối, trí chẳng biết pháp hữu lậu, trí chẳng biết pháp vô lậu, chẳng phải chẳng biết pháp hữu lậu vô lậu, trí chẳng biết pháp hữu vi, trí chẳng biết pháp vô vi, chẳng phải chẳng biết pháp hữu vi vô vi. Lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Tỷ này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát do các phương tiện thiện xảo như vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình phát tâm hướng đến Đại Thừa nên còn gọi là Ma Ha Tát. Xá Lợi Tử, vì muốn lợi lạc các hữu tình như vậy nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, ở trong đại chúng hoan hỷ khen ngợi, nói như thế này: ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồ Tát tên như vậy, vì muốn lợi lạc các hữu tình mà phát tâm hướng đến Đại Thừa, thành tựu hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, du hí thần thông, làm việc nên làm, cứ như vậy, lời nói lần lượt, truyền khắp mười phương, các chúng trời, người nghe, đều hoan hỷ, cùng nói thế này: Bồ Tát như vậy sẽ mau thành Phật để lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Hết quyển thứ 48.